Q2 nha anh em. Xe này zin hết luôn, bạc sơn gì là zin hết luôn, chỉ có lúc đầu thôi nha anh em. Đầu nhưng mà rất là đẹp. Thấy không anh em, giờ mình anh em giờ móc không thấy dập hay biết cắn hay gì nè. Người ta nói lúc đầu, em nói lúc đầu cho em nhìn có không nổi luôn, ốc chữ ếch. Nhận thẻ. Mua bán thì nhận thật nha anh em. Có sao nói vậy thôi. Anh em giỡn không? Thấy không? Chứ mà bán mà nói sẽ nói xe riêng thì chữ đẹp mới vô chơi thì người ta không biết. Coi đẹp là yếu yếu coi con đổi luôn. Kể cả đem cửa hàng mới vô nghề. Đem giỡn không? Mấy cái này dính chân chưa bắn dập luôn, sơn tâm dành còn như thế nha. Giá 18 triệu nha anh em. Bao hồ sơ. Xe này hồ sơ sẵn hay nha. Chỗ nào anh em ký nối nhập được thì hãy mua. Để em bắt công nha anh em. Tóc không đợi. Máy chưa đụng nha anh em. Chỉ có tóc ở đầu đó là làm dạng hơi lại cho nó coi. Chắc hộp sơn thì còn tem đủ là dính chân. Thấy không? Nhìn hậu máy em nghe kìa. Ủa nè, yếu bình rồi nè mấy. Ôi, chưa mở khóa nè. Yếu bình. Đứng là cách đó đây đó cả bước gì máy nổ không nghe vậy nè. Bụng xăng đồ đẹp luôn, sườn nó lên gần mà đẹp hơn mấy cái xe mà đi bán hai mấy triệu nữa. 18 năm mà em bớt 500 ngàn còn 18 nha. Mà cái cảng này còn riêng đến chân luôn nè anh em. Giờ anh em coi cái địa phương anh em ký nối nhập tại xe hồ sơ có sẵn này, rút sẵn này ký nối qua rồi anh em nhập được thì anh em alo ha. Hình như Q2 em còn có chiếc duy nhất máy anh em sát bên đứng em, đặc biệt ốc nó đẹp lắm. Xe này dàn ốc nó giờ anh em thấy xe mà tầm mấy triệu mà anh em chiếc chỗ các bác không có được ốc dạng đẹp như nó luôn. Ốc một đòn thì cái đồ này cái mấy con ốc đó là mấy ốc quyết định mà nó đẹp lắm. Áo sống đồ đẹp nữa, áo sống thì nó lì thì phê lắm nha. Nó giờ anh em tẩm xe này anh em chạy rồi chạy thợ được coi nổi lúc đầu này như đó ốc quá đẹp đó. Coi khó mà lòng mà biết được lắm nha anh em. Mua bán thì chân thật cái này có sao nói vậy, nói chuẩn chuẩn cái đầu bò nó ra cái này nó công nhận cái xe này quá đẹp. Đẹp cái sơn nó nè, sơn nó đẹp bụi nè, nó chỉ mòn ở đây là do để chân nữa. Mấy này đẹp ốc nó vàng nè, ốc cũng mệt nữa nè, gấp nó đẹp. Rồi anh em chốt thì alo nha anh em ơi. Xin cảm ơn nhé.